Xin chào tất cả các bạn nha. Video này mình giới thiệu các bạn tham gia một dự án là Stamila Valency. Để tham gia hôm nay các bạn click phần link mô tả dưới video, mở ra bấm start nha các bạn. Sau khi bấm start xong các bạn nhấp vào visit website để lướt khắp trang các bạn. Rồi các bạn nhấp vào tôi không phải là người máy nha các bạn. Các bạn vui lòng chọn hình ảnh phù hợp với tất cả các bạn. Vui lòng chọn từng hình ảnh có chứa một chiếc xe tải. Xe tải này các bạn. Rồi các bạn muốn tiếp tục nha các bạn. Rồi không hợp lại. Rồi vui lòng nhấp vào hình ảnh có chứa một chuyến tàu. Xăng ga còn đỡ chuyến tàu. Không được nữa là tiêu mạng luôn. Ok, sau khi tất cả mọi người kiểm tra xong thì các bạn bấm vào nút submit nha các bạn. Rồi sau khi cũng submit thì các bạn chờ một chút xíu nha các bạn. Thì các bạn bắt đáp lên nè các bạn. Rồi bạn bấm nút check nè. Ok, được rồi, thành công rồi. Mình sẽ nhận được một tốc cần có kêu là XML nè các bạn. Một tốc cần XML bằng 3 bi. Một pin bi bằng 3 tốc cần XML như vậy là 500 đô. Mình chia cho 3. Giờ hiện tại giá pin bi là bằng 500 đô chia cho 3 là khoảng mười mấy đô cho một tốc cần các bạn. Ơi 100 mấy chục đô cho một tốc cần. Thì bấm cho này gấp nha các bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group và follow kênh seller nè các bạn. Thì dự án này khoảng kiếm mười mấy đô được bạn. Các bạn join cho nhóm chat nha các bạn. Tiếp tục thêm view click here to photoco man thì các bạn nhấp vào đây các bạn nút start để bên nút cấp trang các bạn. H. Để phần các bạn nhấp vào đây các bạn. N H O A X. N H A O X đâu các bạn? NHAOSM đây nè các bạn. Rồi như vậy mình đã cho anh tờ nhóm chat rồi xong rồi các bạn. Rồi các bạn mới đáp lại nha các bạn. Rồi mất tiêu luôn người ta. Rồi tiếp tục các bạn follow kênh seller nha các bạn. Rồi tiếp tục các bạn đáp lại nè. Tiếp tục từ Twitter thì các bạn follow và từ Winbot tăng 5 người bạn vào nha các bạn. Trên Twitter thì bạn theo dõi nha bạn. Các bạn xuống đây các bạn like nó bài nữa các bạn. Các bạn chấp nhận với tự quyết nha bạn. Rồi các bạn tăng 5 người bạn mình vào nha bạn. Cộng mình A cộng Goku A cộng Leyu A cộng Tuông Nguyễn Nhật Tường A cộng Minh. Rồi các bạn tự quyết lên nha các bạn. Sau khi các bạn tự quyết lên xong thì các bạn bắt đáp lời các bạn chơi con bot nha các bạn. Các bạn bấm vào mục submit đi tên các bạn. Tiếp tục bấm done. Tiếp tục bạn gửi lời đường link vào Twitter của tất cả các bạn nha các bạn. Thì bạn mở Twitter các bạn ra nè. Các bạn nhấp vào ba chỗ gặp bên cùng nha các bạn. Các bạn nhấp vào một hồ sơ nha các bạn. Bạn nhấp vào ba quả tinh cầu đầu, nhấp vào chia sẻ nè. Tiếp tục thì các bạn sẽ chép vào bản nhân tạm nè. Chết. Rồi các bạn đáp lên các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn dán vào đây nè các bạn. Rồi các bạn chỉ việc gửi cho bot thôi nha các bạn. Sorry anh em, mình đã lộn các bạn. Các bạn copy hashtag này các bạn tự quyết 5 người bạn vào các bạn. Nãy nó không nói. Các bạn copy hashtag này các bạn vào tự quyết lại các bạn ơi. Ác ôm thiệt tình. Submit the blueprint follow the Twitter và ghi biết tên 5 người bạn. Các bạn chờ giờ lên tự quyết các bạn. Twitter nữa. Nãy nó không nói. Dự án này xàm thiệt chứ. Rồi các bạn trích dẫn cho tự quyết lên các bạn. Các bạn dán hashtag vào các bạn tăng 5 người bạn mình vào lại các bạn ơi. Ác ôn thiệt tình nãy nó không nói. Cộng Minh Cộng Goku A cộng Leyu A cộng Tu
cộng minh. Rồi các bạn tự quyết lại nha các bạn. Sau khi các bạn tự quyết lại xong thì các bạn có đáp lên nè các bạn. Các bạn mở địa chỉ giấy chocolate của mình ra, các bạn copy địa chỉ bình bì smart chain của mình nha các bạn. Rồi các bạn copy địa chỉ với smart chain bình bì nè các bạn. Các bạn sao chép lên nè. Rồi các bạn mới đáp lên nè các bạn. Các bạn gọi là chatbot nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn bấm vào balance để check số cần mình kiếm được nè các bạn. Mình đã nhận được 0.1 token XLM nè. Hiện tại nó trong chiến dịch bán hàng free sale là 1 BNB bằng 3 token XML nè các bạn. Tool Captain Free Sale. Ok, vậy mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình này góp nhận 0.1 token XML. Đến đây cũng kết thúc các bạn. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.